To dữ à, bánh xèo to dữ à. Đó, đây là Đồng Tháp Tháp 10 nha cô chú anh chị. Đây. Ai cũng được có phần hết á, nguyên một dãy luôn, nhìn hấp dẫn. Rất vui được gặp lại cô chú anh chị và các bạn thân mến. Bây giờ Tùng đang ở đây là Giáp Ranh, Hòa Thánh, Tây Ninh. Bây giờ ở đây là có bán rất là nhiều đồ luôn, từ ở miền Tây lên rồi nguyên một đống gian hàng rất là đẹp, rất là nhộn nhịp ha. Quay cô chú chị và các bạn xem. Đây có cái đoàn bánh xèo từ thiện nè, Úc Nhãn nè, ở Đồng Tháp, ở Tháp 10 Đồng Tháp. Đây có hàng trước có bán đồ đủ thứ hết nè. Đi vô coi bánh xèo không? Dạ đi. Bạn Trinh. Dạ đi ạ. Đến với đoàn bánh xèo từ. Đây đằng trước thì thấy bán đồ rất nhiều ha, dép rồi giày quần áo rồi. Tòa Thánh là bình yên. Dạ, bà ở gần đây luôn ạ. À? Tòa Thánh lên đây cảm thấy rất là bình yên và hồn nhiên. Giờ muốn quay phải không? Đi qua bên ngay chỗ qua, bây giờ chắc hàng quá trời luôn. Dạ. Chắc em đi về ngoài bên chỗ Chánh Môn. Qua cửa Chánh Môn, trời mùa đông ấy hồn luôn. Hội Yến Diêu Trì á? Đâu có. Tao chắc đem cho nước lọ chỗ nước ngập chết. À bây giờ người ta đang phát quà hòa bên đó nhiều lắm. Có, chắc đi. Chắc đi á. Ngày nay ngày cuối, ngày nay ngày cuối. Dạ. Ai đi vô ra rồi cũng đem bịch bánh xèo bạn Trinh. Đó bạn Trinh thấy không? Đó, ai cũng đem một bịch bánh xèo. À bánh xèo này nhìn một bịch ngon không? Có rau đầy đủ luôn. Dạ. Ôi giống người Quảng Ngữ quá ha. Người Quảng Ngữ đó. Rồi bây giờ mình đi vô thôi. Ôi ai cũng xách một bịch hết. Đó. Xèo chay. Xách cái gì bán? Bánh xèo, bánh xèo. À, bánh xèo mà. Bánh xèo, bánh xèo chay. Đó. Trong nhiều lắm rồi. Vô coi cái cảnh quay cảnh sục đổ bánh xèo coi. Ồ, thấy vui lắm cô chú anh chị ạ. À. Đây các cô thiếu nữ đang ra. Đó, có chỗ ngồi ăn bánh xèo luôn. Vui ha. Bánh xèo miền Tây nha bà con cô bác. Đây là bánh xèo miền Tây nha. Ồ, cái bánh xèo đổ nhìn hấp dẫn không? Rồi. To dữ à, cái bánh xèo to dữ à. Đó, đây là Đồng Tháp Tháp 10 nha cô chú anh chị. Đây. Ai cũng được có phần hết á, nguyên một dãy luôn, nhìn hấp dẫn không? Ờ, cái bánh xèo này to dữ trời. Cái này là mình bên nhà chùa ở Đồng Tháp hả cô? Cái này mình ở Tháp 10. Tháp 10. Yeah. À, có sư cô nữa kìa. Dạ. Dạ dạ đúng rồi cô. Dạ. Ngày nào cũng coi bởi vì thấy con quay mấy năm trước rồi. Dạ. 2 năm trước rồi. Cái này mình ở Tháp 10 rồi, Tháp 10 ở cái ấp 1 xã Đất Biển mình đó nhút. Dạ. Ồ nhìn cô điêu luyện quá cô. Chán rồi. Khéo léo ha. Cô đổ bánh xèo rất là chuyên nghiệp nha cô chú anh chị nhìn nè. Đó. Cô tên là gì ạ? Con hỏi tên cô. Cô Nhã. Dạ. Cô đổ bánh xèo phải nói là rất là điều nghệ. Nguyên một cái mâm quay như thế này. Đó. Cô chú gì thấy không? Rất là điều nghệ ha. Đây, rất là vui khi được đến Tòa Thánh Tây Ninh, được gặp cái cảnh tượng như thế này, rất tuyệt vời luôn. Bánh xèo mà đổ như thế này thì phải quá là kỹ thuật đó. Ai đi tới cũng có được một phần đó. Đó. Có chỗ ngồi ăn lại luôn rồi cô. Thưởng thức cái bánh xèo. Dạ, sư phụ ở chùa. Ồ, sư phụ đổ bánh xèo luôn kìa. Đó, sư phụ. Dạ, tuyệt vời quá. Rất là khéo léo hả cô chú anh chị. Ồ, tay cô rất là khéo léo. Đổ không cháy luôn. Ngon. Đây, chị nè.
cái bình ga chia ra như vậy ha, hay ha, làm thành cái mâm. Kỹ thuật. Cái bột. Làm về đó mình đi chùa, vô chùa mình làm được. Chứ mình làm mỗi đứa mình vô chùa mình chắc không có ngồi trong chùa được, không có hiểu. Làm bình ga này hay nè cô, làm cái mâm. Nhìn quay nhìn hay ha, đẹp ha, đẹp mắt. Rất là tuyệt vời luôn. Không thể ngờ là ở tòa thánh An Ninh lại có một chỗ đổ bánh xèo. Nhìn rất là lạ mắt ha. Nguyên một cái mâm xoay như là cũng chỉ giống như là đồng hồ vậy đó. Thường thường là cái này cô đi đổ là toàn là miễn phí không hả cô? À đúng rồi, cô làm miễn phí nhưng mà người nào mời thì người đó phải lo phí cho cô là giống như xe rồi vậy đó. Dạ. Dạ em không cho khác đó hả? Dạ, 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 dạ em cảm ơn chị. Ồ tuyệt vời quá. Dạ. Dạ dạ con cảm ơn. Dạ con uống rồi. Dạ. Con uống rồi. Mấy cô là đi làm miễn phí á cô chú anh chị ạ. Cô làm bằng cái tấm lòng đó. Dạ. Giống như ở đâu thì á, Hậu Giang rồi Ba Chi Mỏ Cày một cái chỗ. Là đi chỗ mấy ngày? Đi một chỗ có khi 2 ngày, có khi một chỗ 3 ngày đó. Là cái này cô mới vào đây ngày đầu hả? Không, cái này là cô làm đây là 3 năm rồi. À. Ba lòng rồi. Cô có hả? Cô có cảm nghĩ gì và có lời gì động viên tới bà con ở lũ lụt miền Bắc không cô? Cô tới đó cô đổ bánh xèo cho bà con ăn cho vui ha. Dạ. Cô cũng ước mong là rất muốn là để đi đến đó để phục vụ cho bà con ở vùng sâu vùng xa. Rồi trong khi trong đó là giống như đoàn của cô á, là giống như mấy bên chị em á, thí dụ người nào có ít thì góp ít, có nhiều góp nhiều. Cô cho con xin số phone đi, có cô chú nào mà có ấy thì cô điện cho cô. À. Dạ. Ê nó coi, nó xin cho số điện thoại cho chú này. Số điện thoại chú này đó. Số chú rồi, số mấy chú? 0986 646 521 nha cô chú anh chị. Đó. Tấm 10 á. Dạ, bánh xèo miễn phí. Bánh xèo miễn phí nha. Nước miễn phí. Ủa đây có 1 ly rồi hả? Dạ. Nước miễn phí luôn. Ồ, cảm ơn cô. Dạ. Ồ, đậm đặc luôn ha. Cái này là nước 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 mấy cô đi tặng. Đó, nước mũ chôm hả cô? Đây nước mũ chôm nha cô chú anh chị. Đó, cô tặng nước uống nè. Đây. Dạ. Nhìn ngon quá. Cái này là nước gì con? Mũ chôm hả cô? Mũ chôm. Ồ. Ngon quá. Ngon quá cô chú chị à. Cái gì cũng miễn phí hết. Tình người đúng là tình cảm bà con rất tuyệt vời luôn. Quay cho bà con cô bác cả nước được biết ha. Đây là tòa thánh An Ninh. Còn những cô này là cô đi đổ bánh xèo là thiện nguyện. Cô đi rất là nhiều nơi. Đó. Bà cổ đang có nguyện vọng là sẽ đổ bánh xèo cho bà con miền Bắc ăn nha, cho lấy vui ha, lấy tình cảm. Đó. Đó, anh em Bắc Nam một nhà ha, bốn phương, chỗ nào cũng là anh em hết. Không có phân biệt vùng miền ha. Bắc Nam gì cũng như nhau hết á, không phân biệt. Trời ơi, cái bánh xèo đổ ra nhìn đẹp không? Quá trời luôn rồi. Hấp dẫn không? Đó. À, bên đó mấy chị đó đi. Ôi, ngon quá. Mình đã quá. Hết không? Em muốn bắt trong điện thoại có không? Có lên không? Dạ. Con có lên trong điện thoại không? Dạ có. Vậy cô bắt con cái tựa đề là sao? Cái tựa đề, vậy bắt cái tựa đề sao? Cô bấm lên kênh con là Tuấn Container là có. Tuấn phải không? Dạ, Tuấn Container. Container hả? Dạ, dạ. Tuấn Container là dạ. Có là cái này phải không? Dạ, dạ. Cho bà con dưới quê coi con ơi. Dạ, cô ở đâu ạ? Cô ồ, cô cầu coi cái lại cô lên đây luôn. Rồi tối con ngủ ở đâu? Cô lên con nhà làm nhà cầu kêu không à, với nhà tắm không, ít có làm lặt rau lặt cải lắm. Rồi tối con ngủ ở đâu à? Con ngủ bên chùa.
Dạ. Cô làm xong rồi bữa mùng 8, mùng 9, mùng 10, 11, có cái 12 cô nghỉ bị cô làm cho bà con phải lên sạch sẽ, phải đi đó con. Dạ. Đó chứ không có bệnh hoạn, mấy hôm cô làm sạch dữ lắm, cô xài thuốc. Tôi xài thuốc, ví dụ cô hay đi lên đây không? Cô hay đi. Ơi, lấy gì năm nào cô không đi. Dạ. Chí Tôn cô cũng đi, rồi để Đức Hộ Pháp cô cũng đi. Rồi lấy Hùng Dương cô cũng đi. Cô là bên đạo Cao Đài luôn. Con làm ở đạo Cao Đài luôn. Con nói sao giờ bắt tính tính gì? Tính. Tính container. Container hả? Dạ dạ. Công mà chữ ta, chữ anh N phải không? Đúng rồi. Ô tô anh Công. Dạ. Rồi chữ ta, công ta nơ phải anh nơ nơ phải không? Dạ. Ok. Thí dụ bắt lên con có cô trong đó luôn, nói luôn vậy đó hả? Dạ, dạ có luôn. Dạ. Vậy đó hả? Quay tự nhiên luôn. Giờ cô cũng gửi lời thăm gia đình con mạnh giỏi hết ha. Dạ. Cô có gì gửi lời tới bà con cả nước không? Bà miền Bắc không? Gửi lời thăm miền Bắc Nam, về nước ngoài, nước Việt Nam là gửi lời thăm bà con trong cuộc lễ này, đi về nhà được mạnh giỏi. Ha, được mạnh giỏi, mẹ đợi cho mạnh giỏi mà ngăn có tiền con. Cô có gì gửi lời tới miền Bắc đang lũ lụt không? Thì bây giờ cô cũng cầu nguyện với mẹ đó. Là một cái cuộc lễ này phải không, là cho mẹ gia hậu độ cho những người mà đang bị vậy đó con, hoàn cảnh là bị lụt lũ lụt á, mẹ gia hậu độ cho mẹ ân xá đi ha, cho người ta hết phải không, ta đừng có vậy thấy tội nghiệp người ta quá. Dạ. Bây giờ cô cũng cầu nguyện vậy đó con. Cô có hay theo dõi ở ngoài đó không? Không, cô nói chung mà cô cũng ít bắt lên đó, bắt điện thoại cô mắc lo làm không à, cô không biết, cô không biết bắt. Dạ, cô làm bên công việc gì ạ? Trời ơi, cô làm bên vệ sinh. Dạ. Nhà cầu rồi đó, như nhà tắm mà cô hay trà rửa nó quét dọn lau chùi đó con. Con cũng chúc cô nhiều sức khỏe, nhiều may mắn luôn. Rồi. Hôm nay tới đây có duyên con gặp đây, cái đội bánh xèo đẹp quá. Đội bánh xèo này hồi đó thì cô chưa từng thấy. Dạ, con chưa từng thấy luôn, rất là đẹp. Rất là đẹp luôn. Ví dụ như người ta có đổ cái gì, người ta có đổ cái gì mà giúp ra đó, ta đâu có vậy. Đổ vậy là con biết người ta ăn lẹ nè, còn đổ củi người ta ăn hơi lâu mới nóng con người ta dữ lắm. Dạ đúng rồi. Đổ vậy rất là lẹ, ta ăn cho bà con ta ăn nhanh nữa không, mà nó sạch sẽ nữa con. Hồi đó năm rồi đổ củi, giờ năm nay ta cũng thấy những người này những loại Đồng Tháp lên. Rồi, con chúc cô sức khỏe luôn à. Rồi, dạ. Bây giờ nãy con nói về tấn công ta nơi. Dạ, dạ, dạ. Dạ, dạ, cô về cô coi nha. Dạ. Rồi, chúc. Vậy cho bà con cho bắt trước nữa, ta có làm được trước. Nhìn đẹp không? Nhìn bất ngờ không? Bạn Trinh thấy bất ngờ không? Ờ, bánh xèo chay ha, bánh xèo chay cuốn với rau rồi. Nhìn mấy cô rất là hoan hỷ ha. Rất là vui. Đó, mấy cô ăn nè, ăn bánh xèo nhìn rất là ngon. Bánh xèo chay chứ không phải là tôm thịt cá gì hết á, rất là ngon ha. Chào cô. Ủa, anh nhớ mình tính. Dạ dạ. Trời ơi trời. Chào cô. Dạ. Em like của anh vài like. Rồi, chúc cô sức khỏe ha. Dạ. Nhà ở đây, nhà cô ở đây luôn hả? Dạ. Em mới ngoài Bắc vô đó. Mới vô tới luôn. Dạ. Sao giờ không lại cái chỗ chân quả thẩm giờ đang quay được hả? Em mới quay rồi. Quay chưa? Dạ. Ở ra đây coi thử coi bánh xèo đây sao, thấy lạ quá. Ừ, sát nhà, có nhà luôn nhà. Ủa, nhà chị, nhà cô ở đây luôn. Ồ, hay quá. Vậy là cô đạo có đài luôn. Trời, chắc cô hay coi thèm tệ quá. Bao nhiêu tuổi rồi? Em 34. Nhỏ hơn 4. Dạ. Hoài luôn á. Tuyệt vời quá. Có ra chỗ anh Đặng Văn Phúc á, từ thiện á, thì thấy rất là nhiều đồ bà con gửi tới, cho đồ lắm. Từ cái thùng mì tôm nè, từ cái nước uống, bao đồ, quần áo, nói chung đủ thứ ấy. Nhưng mà nhận từ đây tới 8 giờ là hết nhận rồi. Dạ. Mà anh Đặng Văn Phúc nói là bây giờ là nước nhiều quá tải rồi, anh không nhận nữa, anh nhận là cũng như là quần áo, chăn mền, dạ, mì gói, tất cả các bánh trái rồi đó thì ta nhận. Nhưng mà còn cái nước thì nó quá tải rồi, nó quá tải. Cô có cảm nghĩ gì với bà con miền Bắc không? Giờ biết nói cái cảm nghĩ gì nó nhẹ nhàng quá, giờ cứ mở lên khóc thôi chứ nói gì. Khóc luôn, nguyện. Tôi thấy là khóc cầu nguyện. Cầu nguyện Quan Âm Bồ Tát gia hộ cho miền Bắc được nhẹ nhàng. Thấy trời mây đen thôi là mình đây là mình nước mắt mình rớt rồi đó. Mình biết ở ngoài người ta nặng dữ lắm rồi. Dạ. Chịu không nổi lắm. Hy vọng là mình có dịp nào, có duyên nào đi ra ngoài đó rồi nấu cho bà con miếng ăn cũng vui. Dạ. Không mà bây giờ ta cần mền, cần những cái mền đồ, hoặc là bánh khô rồi đó, người ta ăn. Cái nước thì nhiều,
khổ quá trời. Dạ. Vậy là chắc cô hay có thèm Minh Tuệ chắc cô cũng khóc luôn hả? Trời ơi, coi riết con mắt mù luôn. Dạ. Coi thầy Minh Tuệ riết con mắt mù, thấy anh Tấn chụp hình với thầy Minh Tuệ là biết anh Tấn có phước đức lớn lắm mà mới gặp được như vậy. Thôi mà... anh cứ gắng phát huy, phát triển cái tâm, với cái lòng từ của mình đi. Dạ. Mình vì trận kỳ 3 này là sàng lọc hết mà. Dạ. Giờ đây sàng lọc quá. Cái mệt quá. Mệt mỏi quá cô. Thì mình ráng đi, mình ráng đi để vượt qua cái trận kỳ 3 này là là hết rồi, dạ. Còn nữa. Bởi vì người ta mới đem hết lòng để cứu dân, giúp đời đó. Dạ. Cố gắng đi, cố gắng hết sức nè. Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe luôn. Dạ. Đây là một cô đang trên con đường thiện nguyện của anh nha. Ở gần đây luôn, dạ, gần Tây Ninh luôn. Dạ. Thầy cửa mình. Ồ, tuyệt vời quá, có duyên gặp. Dạ. Dạ, rồi. Mưa to rồi cô chú anh chị ơi, mưa to rồi. Mưa to khủng khiếp rồi. Chị kia vừa mới rớt nước mắt cái là mưa to luôn. Trong cái chỗ mà đổ bánh xèo ra rồi, bây giờ Tuấn hành trình đi về nha cô chú anh chị. Tuấn có việc ở nhà nữa nên là không ở đây được. Nên là Tuấn đi về ha. Đây buổi chiều mua bán nhộn nhịp đông lắm. Mà chỉ có được cái ngày hôm nay là đông như thế này thôi chứ còn tới ngày lễ cũng không có người mấy. Đây. Đủ loại hết nè, bán đủ thứ. Bánh trái rồi bánh trái, đủ loại, đủ các kiểu anh. Rất là nhiều đoàn lên luôn anh. Đây. Nhìn cảnh này vui quá, nhộn nhịp quá cô chú anh chị. Rồi thì tôi cũng xin chúc tất cả cô chú chị và các bạn hạnh phúc trong cuộc sống ha. Hẹn gặp lại vào những thời tiết tiếp theo. Rồi ok, rồi chào cả nhà.